Xin chào anh chị, xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay theo kế hoạch công ty ETM Trung tâm Toán Tư duy Einstein sẽ tổ chức cho các con tham gia cái kỳ thi thi thử của HQMO từ lớp 1 đến lớp 5 nha. Hiện giờ có khoảng 100 thí sinh đã tham gia rồi, còn hiện giờ còn có rất nhiều những thí sinh khác mà chưa có vào được, nên là sao chúng ta thầy sẽ tạo cái điều kiện để cho chúng ta sẽ tham gia cái kỳ thi này. Thầy mong muốn rằng là các em sẽ làm bài trung thực, làm cẩn thận, chính xác. Bạn nào đồng ý làm cẩn thận comment xuống như thầy số 1, comment xuống số 1, nhưng mà đồng ý rằng là mình làm cẩn thận để có được kết quả cao, đúng không? Hãy làm thật cẩn thận vào, bởi vì cứ làm cẩn thận đi rồi kết quả nó sẽ cao hơn nhá. Cũng bình thường Ơi, thôi con, khi cũng mà chưa thầy đã tổ chức nhiều lần, những lần thi như này, không chỉ thi thử đâu mà thi thật đấy, kết quả những khóa học của thầy ấy, mở ra khoảng 10 phút thôi là đã full 100 rồi, là chuyện bình thường nhá, không có gì đâu mà sợ nhá, đó là chuyện bình thường mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhận cái đề và chúng ta nhập thông tin, chỉ có đây. thông tin họ và tên, thông tin học ở cái trường nào, tỉnh nào, nhập thông tin trong cái link, sau đó các con sẽ làm trên link của form luôn nhé. Các con bấm vào link cho thầy. Link lớp 1 bấm vào lớp 1, lớp 2 bấm vào lớp 2, tương tự như vậy cho đến lớp 5, và sau đó chúng ta nhập làm. Thầy đang theo dõi tất cả các bạn đang có ở trên cái màn hình này nhé. Rất là tuyệt vời, đúng không nào? Đấy, phòng Zoom của chúng tôi đã full 100 này. Đấy, lúc nào cũng full 100 hết. Thấy không? Cho nên là chúng ta phải thấy rằng là cái sự ham học tập của các bạn rất là tuyệt vời, đúng không?